Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Ở đâu xe rẻ xe tốt ở đó có Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô 0869158926 luôn hân hạnh phục vụ quý vị các bạn. Vâng, hôm nay em Vũ Duy Ô Tô tiếp tục về cửa hàng một chiếc xe rất là đẹp luôn. Những ai yêu thích dòng xe máy dầu 7 chỗ ngồi thì đây là một cơ hội cho quý vị các bạn luôn. Giá rẻ bất ngờ chỉ 89 triệu đồng đã có ngay một chiếc xe sản xuất năm 2007 được 13 năm. 2007 thôi nha quý vị nhá. Sozak sản xuất năm 2007, lăn bánh thì cũng chỉ được có hơn chục vạn tí thôi. Một chiếc xe rất là chất luôn. Biển số Ninh Bình 35A01943. Một chiếc Sozak CUV bản 2.8 đĩa máy dầu, chạy cực kỳ là đầm chất, chắc. Nói chung là một mẫu xe giá rẻ dành cho quý vị các bạn luôn. Những ai yêu thích những chiếc xe tiền nào của đấy, giá rẻ bất ngờ, đây là một cơ hội. Vâng, sơn xi bên ngoài xe thì rất là đồng đều. Bốn quả lốp của chiếc xe thì sử dụng lốp tải ma xích, lốp cực kỳ dày dặn chất chắc luôn. Vành la răng đúc 5 chấu kép thể thao của xe thì khá là chất. Và thưa quý vị các bạn là với cái tầm tiền là 89 triệu đồng thì không kiếm đâu ra được con thứ hai đâu ạ. Vâng, có thì quý vị các bạn chỉ mua được Spark hoặc là Modeling đời rất là sâu rồi. Thế nhưng mà đây mua hẳn được một chiếc xe máy dầu đời 2007, kính zin quả cả xe. Con này hạn đăng kiểm tháng 1 năm 2021 với cỗ máy khỏe khoắn bền bỉ, máy dầu 2.8. Thì mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này rơi vào tầm khoảng 9-10 lít dầu trên 100 cây. Thì mức tiêu thụ cũng khá là ấn tượng. Được cái là máy dầu của chiếc xe thì chạy cực kỳ là đầm chắc luôn. Cầu của xe thì vẫn còn hoạt động hoàn toàn khỏe khoắn. Sơn xi đồng đều, xi nhan kết hợp đấy quý vị các bạn nhìn này, vẫn có được tích hợp rất nhiều chức năng luôn. Đấy, kính zin cả xe. Đấy, nội thất bên trong của chiếc xe thì nội thất màu kem các bác nhá. Màu kem đậm một chút, trần nỉ thì sạch sẽ này quý vị ạ. Đấy, trần rất là sạch luôn. Đấy. Nội thất bên trong thì cũng đã theo thời gian rồi. Cái này thì không tránh khỏi, thế còn táp lô, táp ly thì sạch sẽ luôn này. Đấy, các bác tiền ít thì đây là một cơ hội cho các bác. Một chiếc xe rất là đẹp luôn, giá chỉ có 89 triệu đồng thôi. Đấy, 89 triệu đồng có ngay một chiếc Sozak 2007. Vâng, không có cần gì phải suy nghĩ cả. Vâng, mua ngay chiếc xe này về để sử dụng đi công trường, quá là khỏe khoắn, quá là tuyệt vời. Có cả giá để chân, sàn để chân luôn các bác nhá. Sàn để chân đầy đủ luôn. Đấy, cửa đẻo thì chắc chắn. Vâng, và cái dòng xe này thì nó khá là hầm hố to bản luôn ạ. Ở đấy, keo chỉ thì nói chung là cũng không có cần gì các bác phải để ý nhiều. Vâng, thế nhưng mà được cái là về độ chất của xe thì vẫn còn nguyên. Đặc biệt là máy móc cầm bệ của xe thì vẫn còn rất chắc chắn. Không gian nội thất rộng rãi. Vâng, cái dòng này 7 chỗ ngồi và dáng nó còn trường hơn cả các cái mẫu Ford Escape ạ. Vâng, rất là dài luôn, rộng dài. Đấy, con này chiều dài cơ sở của nó đến gần 4m8 luôn ạ. Vâng, rất là dài, form dáng dài, đuôi này, rồi giá nóc này, rất là đẹp luôn. Đấy, chả thiếu cái gì cả, đèn đóm ấy, cản sau rồi các bác. Đấy, nói chung là cũng thiếu thốn một số thứ đấy ạ. Ví dụ như là đèn cản sau này, rồi đèn hậu, các phanh các thứ thì đầy đủ rồi. Một chiếc Sozak và CUV thì khá là được. Vâng, cửa nẻo thì mở ra rất là nhẹ nhàng. Ôi giời. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, cột này. Đấy, một chiếc xe mới được nhập về cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô tối hôm qua với cái giá vô cùng yêu, chỉ 89 triệu đồng. Đấy, còn đây là hàng ghế sau, nằm ngửa ra thì được một không gian rất là rộng luôn, đợi đồ. Thế còn đâu thì bác nào mà thích cái dòng này ngồi ghế thì bác dựng lên, còn không gian để đồ ở đằng sau vẫn còn rất là rộng, phải đến gần 1 mét khối. Thế còn đây các bác nhìn này, cửa điều hòa này. Đấy, cửa điều hòa, gió giữa các thứ hẳn bên vùng bên này luôn đấy các bác nhá. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp, chất lừ. Đấy, học đồ học điếc các thứ thì đầy đủ. Đấy, rộng rãi, được cái dòng này nó rất rộng rãi luôn. Đấy, có mỗi cái tì trống của con này thì hơi kém rồi, cho nên là giờ chỉ có thả ra cái là đóng vào thôi. Đấy, một chiếc xe chỉ có 89 triệu đồng bằng một con xe SH1. Thế nhưng mà về độ chất thì không phải chê. Gầm bệ này các bác ơi, gầm bệ này,
đấy, cũng theo thời gian rồi. Con này thì chủ yếu mục đích là đi công trường thôi. Đấy, cầu sau này các bác này. Đấy. Mẹ khá là chắc chắn. Con này thì bên em Fuji Auto mua ở trên bên Ninh Bình. Thế nhưng mà được cái là về độ đi con này rất là sướng, đi cao tốc thoải mái luôn. Đánh võng hơn 110 cây, 120 cây vẫn ok. Đèn thì đã cũ theo thời gian rồi nhá. Đấy, đèn gầm này đầy đủ luôn. Bên này thì thiếu một chiếc đèn gầm. Cái này thì quý vị mua về thì em sẽ bổ sung cho quý vị các bạn luôn. Thế còn đây. Đấy. Đèn đóm đầy đủ. Logo rất là đặc biệt, gần giống logo của Subaru. Vâng, một chiếc xe zin chính chủ luôn. Đấy. Rất là nét. Kính Fudi 2007 zin nguyên. Kính zin cho các bác nhá. Một chiếc xe rất là đẹp. Đấy, máy dầu cực kỳ chắc chắn. Rồi, đi đánh võng một vòng. À quên, đây, gầm đây. Cho quý vị các bạn xem gầm của chiếc xe này luôn. Gầm thoáng đãng luôn. Dòng xe này thì trầy cối. Sử dụng máy dầu, máy thì chạy khá là mượt luôn. Trầy cối. Đấy. Đấy, các bác nhìn lại gầm đây. Gầm khá là sạch. Điều hòa tương đối. Vâng. Thế còn đâu thì về nội thất thì không có gì cần phải nghĩ. Kính chỉnh điện này. Đấy. Rồi vô lăng. Vô lăng thì cái dòng này nó không có túi khí đâu nhá. Đấy. Học đồ thì cái này có cái đầu nhưng mà hiện nay là tháo rồi. Thế còn sử dụng đầu Sony thì thôi. Rồi điều hòa điều chỉnh rồi. Bây giờ thì ta sẽ cùng bật chiếc xe này lên. Sau đó ta cùng sấy, bật sấy, sấy rồi. Điều hòa. Rồi. Sao nào? Gạt mưa, gạt kính rồi. À, chức năng hoạt động vẫn còn tạm tạm. À, tạm tạm rồi quý vị ạ. Vâng, đèn nón này đầy đủ. À, đây nhá. Đấy, đề phát nổ ngay quý vị ạ. Vâng. Máy đề phát nổ ngay. Không tơ mép vòng tua thì không thấy gì. Nhưng mà để tí nữa ta sẽ cùng đi chiếc xe này về cửa hàng xem thế nào. À, đấy. À, lại khách đến nơi rồi. Bác khách bác ấy đi con Toyota, bác ấy đến bác ấy xem xe rồi. Rồi. Thì em sẽ đánh võng chiếc xe ra phim trường, sau đó thì ta cùng đi về. Đấy, máy chạy rất chất luôn, 18 vạn rồi nhá. Đấy. Chả thiếu cái gì cả. Điện nón đầy đủ, gương kính chỉnh điện đàng hoàng. Mỗi tội là không có trợ lái dầu lên hơi nặng một tí thôi. Con này motor hơi ngược tí. Đang hạ kính. Dòng này nó máy dầu thì khỏe rồi, dầu là nó ăn này trở lại nhầm không trở lại trở lại đấy nặng tí. Nói chung là đây là một chiếc xe 7 chỗ chạy ầm ầm, chả phải nghĩ ngợi cái gì luôn. Móc thì rất là chất. Thế là em sẽ quay con máy tại phim trường. Và bây giờ thì em với quý vị các bạn cùng đi chiếc xe này về ra phim trường để cùng đánh giá. Đấy. Chạy ngon luôn. Các bác cứ bảo chạy gì chứ em chạy cao tốc con này 120 thoải mái luôn. Và khỏe và chắc chắn, lốp láp nó dày. Lốp dày bình bình luôn mà đi nếu mà các bác mua về thì nói thật các bác là riêng cái dòng lốp này nhá. Bác đi đến hỏng xe thì lốp vẫn chưa hỏng. Có à. Xe 7 chỗ ngồi, máy dầu và chỉ có 8-9 triệu thôi. Kiếm đâu ra bây giờ. Đấy. Không gian thì rộng rãi rồi. Đấy các bác nhìn nhá. Không gian rộng rãi thoáng đãng luôn. Đấy. Rất là đào. Rộng rãi.
đến phim trường. Mỗi cái tội của em nó là đấy thôi, mỗi tội là em nó lái hơi nặng một tí, còn này thì cái trợ lái kém đấy, còn đâu là không có gì phải nghĩ luôn. Đấy, gọi là lái như xe tải đi cho nó chuẩn đi. Đấy, bây giờ ta sẽ cùng đi đến khoang động cơ xem động cơ như thế nào. Đấy, cứ khóa điện các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường nhé. À, điện đóm nâng kính hạ kính các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, máy dầu chạy nghe đến đây đã biết là chất máy dầu nó như thế nào rồi. Vâng, thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn là cỗ máy dầu 2.8. Con này sử dụng động cơ của Isuzu nhé các bác nhé. Máy dầu chạy cực mượt, cực chắc luôn, chắc tiếng luôn, không dầu mỡ. Đây quý vị nhìn nhỉ, đấy. Chắc tiếng không dầu mỡ luôn, đấy. Máy cực chắc. Và đề phát nổ ngay, có bao nhiêu chất ở máy nào à. Đấy. Máy chạy cực mượt, điều hòa mát lạnh, đấy. Rồi, bật lốc điều hòa lên cho nó hoành tráng và kiểm tra luôn điều hòa cho các bác. Ôi, điều hòa lạnh luôn, lạnh buốt luôn rồi. Đấy. Cam kết cho các bác là lạnh buốt luôn nhá. Đấy. Thôi em để gió tầm này thôi. Hôm nay thời tiết nó khá là lạnh. Đây em ngoài đường mặc áo khoác suốt. Vâng. Đấy. Một chiếc xe sử dụng máy dầu Isuzu, máy 2.8, khỏe khoắn, bền bỉ, chất chắc, tiết kiệm nhiên liệu, đang có mặt tại Fuji Auto. Vâng, một chiếc xe tương đối khá là đẹp luôn. Những ai yêu thích cái dòng xe 7 chỗ ngồi này, máy dầu vài chục triệu thì đây là một cơ hội cho các bác. Vâng, máy dầu vài chục triệu, con này thì hệ lái của nó có vấn đề rồi, cái này tí em kiểm tra. Nhưng mà nói chung là lái như xe tải rồi. Đấy. Bác nào yêu thích chiếc xe này cứ alo ngay cho em Fuji Auto qua số điện thoại Fuji Auto 0869158926. Cửa hàng em tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng rất là đại, được phục vụ quý vị các bạn luôn. Đấy, máy cực chất luôn, gầm này khô luôn này. Đấy, không gì đâu. Đấy. Gầm rất là khô, thoáng đãng. Rồi, ta lại đánh võng một vòng về cửa hàng. Đấy. Máy dầu Isuzu cực kỳ chất. Vâng, nhưng mà thưa quý vị các bạn là cũng đừng đòi hỏi em nó quá với cái giá tiền thì thấp nhá. Vâng. Còn đủ ui, điều hòa lạnh rét luôn. Cam kết cho các bác điều hòa lạnh rét luôn. Đấy. Cam kết luôn nhá. Em thôi em tắt đi chứ hôm nay lạnh lắm. Em lại không chơi cái món điều hòa lạnh này đâu, sợ lắm. Viêm họng vỡ mồm. Đấy. Một chiếc xe rất là đẹp đang qua mặt tại Fuji Auto. Đấy. Này, máy dầu nhưng mà rất là khỏe nhá. Đấy. Rồi, em quay xe lại cái. Bùm. Đấy, lại một chiếc xe bon bon. Con bon với em Fuji Auto. Con này nói thật quý vị các bạn như nặng quá. Lái nặng. Cái này em sẽ kiểm tra lại. Đấy, xe vừa về cửa hàng rồi. Chưa kịp dọn dẹp gì cả. Nhưng mà phải nói là lái nặng. Cái thằng cu em nó bảo là lái nặng rồi nhưng mà em cũng không tin lắm, nhưng bây giờ em tin thật rồi. Cái hệ trợ lái của nó thôi. Cái này kiểm tra sửa chữa lại tí rồi được. Được cái là chạy ngon luôn. Đấy. Khói phả. Đấy. Rộng rãi. 7 chỗ ngồi rộng rãi, vài chục triệu kiếm đâu ra mà chẳng. Hàng đẹp luôn. Đấy, nhưng ai mà yêu thích cái dòng 7 chỗ máy dầu thì đây là cơ hội cho các bác. Sử dụng máy Isuzu của Nhật luôn nhé các bác nhé. Máy Isuzu của Nhật. Đây, em cũng
đi nó rất là chắc xe luôn. Đấy nhá, xe của em chạy mượt mà, điều hòa rét lạnh à, rộng rãi. Còn chần chờ gì nữa, không alo ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Cửa hàng em tại quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng rất là đầy, được phục vụ quý vị các bạn. Và cũng cảm ơn quý vị các bạn cũng đã quan tâm theo dõi, chia sẻ giúp Vũ Duy Auto để có những chiếc xe tuyệt vời. Vâng, em Vũ Duy Auto xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe tuyệt vời và chiếc xe ưng ý. 740953 đấy, lại một chiếc xe của khách đang chờ tại cửa hàng Vũ Duy Auto.